chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video ở mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ unbox một cái như thế này. Đây là một đơn hàng mà mình vừa mới nhận được xong và cùng mình unbox rồi nhé. Đây là một đơn hàng body mist mà mình đã đặt. Mình đặt 3 loại để mình test thử xem là như thế nào. Mình mới dám mua full size để mình là một đứa không nhận được. Gọi là không phải không nhận được mà là không có ngửi được mùi nước hoa ấy. Thế là mình kiểu khi nào đi đâu mình mới xịt thôi, nên là mình kiểu bắt buộc phải mua test thử. Mở ra thì đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Ui, chai chiếc khá là to nha mọi người. Đây, mình sẽ lôi ra cho mọi người coi. Thơm quá hả? Đây, mình sẽ bóc cái này ra. Mình đợi mình một xíu, mình cất bớt đồ, mình kiểu quá lắm đồ. Trong này thì có một cái của shop này, đóng hàng. Nó có cái gì nhỉ? Cái thước này mình không biết để làm gì, chắc là để tem mùi hương. Bạn đặt body mist các cơ thể chừng 10-20cm rồi xịt lên toàn thân, cổ tay, các thứ. Body mist chỉ dùng để xịt trên toàn thân các thứ thôi nha mọi người. Đây, thêm một tờ như này. Mình sẽ bóc thử cái này ra xem có xin nhau. Hiện tại thì bên mình có cả bán cả giấy sốt nổi nha mọi người. Nếu mọi người mua thì mọi người có thể liên hệ mình. Mình khác ở bên này cũng đã mua sốt nổi của mình luôn. Mình mua 3 mùi, đó chính là mùi cucumber melon. Melon. Mùi này thì là mùi gì? Cucumber. Cucumber, mùi biết cucumber là gì không? Xí. Nó khá là nhiều mùi ấy. Để mình xem. Cucumber là dưa chuột. Đây. Kiểu mùi này, nhưng mà mùi dưa chuột này khá là ngọt và thanh thanh nữa, thơm cực thì. Đây, mình sẽ đi. Đây là mùi chiết nha. Và mình không dùng của ấy, và mình sẽ dùng của những chai. Mã giảm là 8% cho đơn hàng tiếp theo. Tiếp theo thì mình có dùng, mình có mua mùi này. Mùi này là mùi, để xem, mùi này nếu mình không nhầm thì là Bed and Body Made About You. Made About You. Và mùi này, mùi này thì là mình ngửi thấy nó mùi hơi mùi mỹ phẩm một tí và hơi mùi nóng hơn một tí, thì mình ngửi thấy có một chị ở trên đấy, thế là mình mua. Còn cái chai này thì chai này là Manoya Chan. Mỗi chai này thì mình mua với giá là 60.000. Mùi này mình chả biết mùi gì nữa. Mùi này giống mùi dầu gội đầu. Mọi người biết cái dầu gội đầu hoa nhài. Nói chung là mùi dầu gội đầu của Rejoice hay là gì đấy. Thế là mùi gội đầu này. Ui giống hệt mọi người ạ. Nói chung là ba mùi này thì mình nghĩ là mình thích nhất mùi này. Tại mùi cucumber rất là thanh, mùi dưa chuột rất là thanh. Còn mùi này thì nó hơi mỹ phẩm và hơi ngọt. Còn lại thì hết rồi. Rồi thì bye bye mọi người nha. Bye.